Thưa quý vị, bộ truyện tranh Nhật Bản Doraemon chắc hẳn đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Với cuộc phiêu lưu của chú mèo máy thông minh, cậu bé Nobita hậu đậu nhưng tốt bụng và hàng loạt bảo bối hấp dẫn do bộ đôi tác giả Fujiko Fujio viết nên. Theo xác nhận của cảnh sát Nhật Bản, đồng tác giả của bộ truyện, ông Fujiko E. Fujio đã từ trần hôm 7 tháng 4. Theo đó, ông đã qua đời tại nhà riêng gần thủ đô Tokyo, hưởng thọ 88 tuổi. Tên thật của ông là Motoo Abiko, là bạn thân thuở thơ ấu của đồng tác giả Hiroshi Fujimoto, hay còn được biết tới là Fujiko F. Fujio. Và cả hai thống nhất sử dụng bút danh chung đó là Fujiko Fujio để cùng thực hiện tác phẩm đã đi vào lịch sử văn hóa Nhật Bản, truyện tranh Doraemon vào năm 1969. Bộ truyện tranh về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 thực sự bùng nổ sau khi được chuyển thể thành hoạt hình, được trẻ em Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới yêu thích. Sự đồng hành của bộ đôi này kéo dài đến năm 1987 thì dừng lại và cả hai tách ra sáng tác riêng. Do ông Abiko thì muốn làm truyện tranh dành cho lứa tuổi thanh niên, còn Fujimoto lại muốn hướng tới đối tượng là trẻ em. Ngoài những bộ truyện trẻ em, ông còn sáng tác một số truyện tranh ngắn phong cách kinh dị, phản ánh nhiều vấn đề hiện thực xã hội. Năm 2008, ông được chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc nhờ những đóng góp cho nền văn hóa. Bên cạnh vai trò đồng cha đẻ của chú mèo máy màu xanh nhưng lại sợ chuột, ông Abiko còn nổi danh với độc giả Việt Nam qua vai trò là tác giả của bộ truyện Ninja Hattori. Được biết, nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị mua bản quyền bộ truyện tranh Doraemon từ năm 1992 với tên gọi ban đầu là Doraemon. Và vào đầu năm 2022, bộ Ninja Hattori được nhà xuất bản này công bố mua bản quyền trọn bộ và sẽ gửi tới tay độc giả trẻ trong năm nay. Chính phủ Mỹ ngày 6 tháng 4 đã thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó bao gồm những ngân hàng, công ty hàng đầu của Nga và các quan chức chính phủ cũng như gia đình của họ nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà Trắng thông báo ngày 6 tháng 4 hiện nay Mỹ cùng với G7 và EU sẽ tiếp tục tiến hành những biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề và ngay lập tức lên chính quyền Tổng thống Putin vì hành động của họ trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục thu thập thông tin về những hành động này và sử dụng những cơ chế phù hợp để khiến họ phải chịu trách nhiệm. Những người con của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đều nằm trong danh sách những người Nga bị trừng phạt trong vòng trừng phạt gần đây. Thủ tướng Mikhail Mishustin và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cũng bị trừng phạt vì là thành viên trong Hội đồng An ninh Nga. Như một phần trong gói trừng phạt của phương Tây, bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng Nhà nước Nga Sberbank và Ngân hàng Tư nhân Alpha Bank tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ đều bị chặn, trong khi người Mỹ bị cấm làm ăn với họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 7 tháng 4 cấm bất kỳ khoản đầu tư nào của Mỹ ở Nga, cho dù họ là ai, để cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu và đảm bảo rằng sẽ làm suy yếu sự cạnh tranh trên toàn cầu của Nga. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ thông báo danh sách các doanh nghiệp sở hữu nhà nước lớn của Nga để cấm người Mỹ làm ăn với họ và đóng băng tài sản của họ trong phạm vi quyền lực pháp lý mà Mỹ có thể thực thi